Theo VN Express, ngày 28 tháng 1, một khí cầu của Trung Quốc đi lạc vào không phận của Mỹ. Hai ngày sau đó, nó trôi ngược về Canada. Rồi vào ngày 31 tháng 1, nó tiếp tục trở lại Hoa Kỳ. Phải tới ngày 2 tháng 2, chính quyền Mỹ mới tiết lộ công khai về sự hiện diện của lưu lạc khí cầu này. Theo phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lloyd Austin, khí cầu này được Trung Quốc sử dụng để cố gắng dò thám các địa điểm chiến lược tại Mỹ. Chính vì thế, sau khi suy tính kỹ lưỡng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ lệnh cho một tiêm kích bắn hạ nó, dùng một tên lửa không đối không, khiến khí cầu rơi cách bờ biển Mỹ hơn 11 cây số. Ngày 4 tháng 2, ông Biden gửi lời khen ngợi phi công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, hành động này đã khiến Trung Quốc bất bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, sự xuất hiện của khí cầu ở Mỹ là tai nạn bất khả kháng, và Bắc Kinh chưa bao giờ vi phạm lãnh thổ, không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào. Họ cho biết, đây là khí cầu dân sự nhằm phục vụ nghiên cứu khí tượng và các hoạt động khoa học. Đồng thời, Bắc Kinh cáo buộc chính trị gia, truyền thông Mỹ lợi dụng vụ khí cầu bay lạc vào lãnh thổ Mỹ để làm mất uy tín của Bắc Kinh. Theo Tuổi Trẻ, thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc còn gọi Mỹ là một con hổ giấy. Dễ thấy, sự cố này đã làm chấn động dư luận đôi bên và gây sự chú ý lớn đến toàn cầu, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc. Vậy thì cụ thể vụ việc này đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua góc nhìn của tác giả Trần Tuấn ST22, một writer với hàng loạt những bài viết cực kỳ đầu tư về lịch sử, địa lý và chính trị. Hãy lưu ý trước khi chúng ta bắt đầu. Thứ nhất, bài viết gốc có hai ý chính, nhưng chúng mình đã lược bỏ ý chính thứ hai vì thấy không phù hợp với việc chuyển thể thành video trên YouTube. Các bạn có thể đọc bản full trên website Spyroom. Ngoài ra thì như thường lệ, video này không thể hiện quan điểm của Spyroom, nên các bạn hãy giúp chúng mình tạo ra một môi trường tranh luận đa chiều, khách quan và quan trọng nhất là văn minh ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta vào bài viết thôi. Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm lại các mốc thời gian của sự việc này nhằm làm rõ toan tính của Mỹ. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, khinh khí cầu do thám được Trung Quốc điều khiển từ xa ở một mức độ nào đó vẫn phụ thuộc vào luồng phản lực để di chuyển. Nó bắt đầu trôi dạt có kiểm soát vào lãnh thổ Mỹ vào ngày 28 tháng 1 khi nó đi vào không phận Alaska gần quần đảo Aleutian. Những người theo dõi tại Bộ Tư lệnh phía Bắc của Mỹ cho rằng khinh khí cầu có vẻ chỉ là một trong những cuộc thăm dò khác của Trung Quốc xung quanh các rìa biên giới phòng thủ của Mỹ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ritter cho biết khinh khí cầu giám sát tầm cao của Trung Quốc đã được theo dõi trong vài năm qua và nó đang di chuyển ở độ cao hơn nhiều so với giao thông hàng không thương mại, nên không gây ra mối đe dọa quân sự hay thể chất nào đối với những người trên mặt đất. Mặc dù đường bay hiện tại của khinh khí cầu đi qua một số địa điểm nhạy cảm, nhưng ông Ritter nói rằng nó không có khả năng thu thập thông tin, tình báo nào đáng kể. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm 3 tháng 2, ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có cuộc thảo luận về cách thức xử lý vụ tai nạn theo hướng chuyên nghiệp và bình tĩnh, theo Tân Hoa Xã. Ông Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần tập trung, giao tiếp kịp thời, tránh đánh giá sai lầm và quản lý sự khác biệt khi đối mặt với các tình huống bất ngờ. Trung Quốc đã phát triển một đội khinh khí cầu để tiến hành các hoạt động giám sát và chúng đã được phát hiện ở nhiều quốc gia trên khắp năm châu lục. Chúng thường bay quanh quỹ đạo ở độ cao khoảng 60.000 dặm và đôi khi đi lạc vào lãnh thổ của Mỹ. Khinh khí cầu gần đây nhất được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho động cơ đẩy, camera và công nghệ giám sát, đã rời khỏi lãnh thổ Mỹ vào thứ Hai và trôi dạt cả ngày trên lãnh thổ Tây Bắc của Canada. Nhưng nó đã quay trở lại Mỹ vào thứ Ba sau khi đi qua phía Bắc Idaho, trước sự ngạc nhiên của các quan chức tại Bộ Tư lệnh phía Bắc cũng như tại Lầu Năm Góc. Đến thứ Tư, khi quả bóng bay lên bầu trời phía trên Billings, Montana, các quan chức Lầu Năm Góc đã hoảng hốt vì bang này là nơi có cánh tên lửa 341 tại căn cứ không quân Malmstrom, một trong ba căn cứ của lực lượng không quân Mỹ vận hành, được sử dụng để bảo trì tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Lầu Năm Góc đã mô tả cú sốc trước những gì các quan chức coi là một nỗ lực gián tiếp trắng trợn và được che giấu kém. Chính quyền Biden gọi đây là động thái táo bạo. Và một cuộc họp vào tối thứ Năm, ông Blinken, ông Austin, tướng Milley và Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia, đã quyết định rằng chuyến đi Trung Quốc không có ý nghĩa gì và tạm hoãn nó. Vào sáng thứ Sáu, ông Biden đã xác nhận quyết định của họ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách đưa ra tuyên bố bày tỏ sự hối tiếc. Họ khẳng định rằng
khinh khí cầu là một cỗ máy dân sự phục vụ công tác nghiên cứu khoa học đi chệch hướng. Sau đó, ông Lincoln đã gọi điện cho ông Vương để nói với ông rằng chuyến đi đã bị hủy bỏ và nhắc nhở chính phủ ông Vương về điều mà Ngoại trưởng Mỹ gọi là hành động vô trách nhiệm. Vào 14 giờ 39 phút ngày 4 tháng 2, tức khoảng 2 giờ 39 phút sáng ngày 5 tháng 2 theo giờ Hà Nội, chiến đấu cơ F-22 xuất phát từ căn cứ không quân Langley ở Virginia hạ chiếc khí cầu bằng việc sử dụng một tên lửa không đối không AIM-9X. Trong bài viết gốc được đăng tải trên Spyroom, tác giả đi sâu phân tích lý do tên lửa AIM-9X được sử dụng thay vì những loại vũ khí khác. Nhưng vì lý do thời lượng nên chúng mình đã lược bỏ. Nếu bạn thấy tò mò về thông tin này thì liên dẫn đến bài viết sẽ được để trong phần mô tả của video nhé. Quay lại với chủ đề chính nào. Như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao tình báo Trung Quốc muốn sử dụng khinh khí cầu này thay vì vệ tinh để thu thập thông tin? Sử dụng khinh khí cầu làm nền tảng do thám đã có từ những ngày đầu chiến tranh lạnh và kể từ đó, Mỹ sử dụng hàng trăm khinh khí cầu để theo dõi các đối thủ. Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc cũng từng bị phát hiện tại Mỹ. Ngày nay, sử dụng khinh khí cầu do thám được đánh giá là lỗi thời so với công nghệ vệ tinh hiện đại vốn có thể thu thập thông tin tình báo 24/24 giờ. Thế nhưng, mặc dù tốc độ chậm, nhưng khinh khí cầu không phải lúc nào cũng dễ dàng bị phát hiện. Chúng có tín hiệu thấp và lượng phát thải từ thấp đến không, nên rất khó phát hiện bằng công nghệ giám sát hoặc nhận thức tình huống truyền thống. Hơn nữa, những tiến bộ gần đây trong việc thu nhỏ thiết bị điện tử có nghĩa là các nền tảng tình báo nổi có thể đang quay trở lại trong bộ công cụ gián điệp hiện đại. Trọng tải khinh khí cầu giờ đây có thể nhẹ hơn và do đó, khí cầu có thể nhỏ hơn, rẻ hơn và dễ phóng hơn so với vệ tinh. Khinh khí cầu có thể làm được những việc mà vệ tinh không thể. Khi hệ thống vệ tinh dễ dự đoán hơn về động lực quỹ đạo và một vệ tinh không thể lãng vãng mà cần có rất nhiều vệ tinh đi chéo qua một khu vực quan tâm để duy trì sự giám sát. Trong khi đó, lợi thế của khinh khí cầu là nó có thể điều khiển bằng cách sử dụng máy tính trên máy bay để tận dụng sức gió và nó có thể lên xuống ở một mức độ hạn chế. Điều này có nghĩa khinh khí cầu có thể lãng vãng ở một mức độ nhất định. Đặc biệt, dữ liệu tình báo do khinh khí cầu thu thập có thể được chuyển tiếp theo thời gian thực thông qua một liên kết vệ tinh quay trở lại Trung Quốc. Việc Trung Quốc gửi khinh khí cầu do thám trong bối cảnh Ngoại trưởng Blinken sắp có chuyến thăm chính thức Bắc Kinh, tôi cho rằng đây là phép thử nhằm đo lường phản ứng của phía Mỹ để có thể thực hiện các hành động tương tự trong tương lai. Trung Quốc tin rằng Mỹ sẽ không bắn hạ khinh khí cầu trong bối cảnh Mỹ chưa muốn gia tăng căng thẳng với nước này. Nếu như Mỹ phản đối, Trung Quốc chỉ cần lập luận trên các phương tiện ngoại giao rằng khinh khí cầu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học đã bay nhầm và họ tin rằng Mỹ không bắn hạ. Nguyên cớ của cách nghĩ này là chủ nghĩa đại hán mang tính xô vanh mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh. Trung Quốc muốn chứng tỏ với thế giới rằng họ đã trở thành một thế lực bất khả xâm phạm và ngay cả Mỹ, siêu cường số một thế giới cũng không thể làm gì Bắc Kinh. Rất đáng tiếc, họ đã sai lầm nghiêm trọng. Ông Lincoln hủy chuyến thăm như là một cú tát công khai mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không thể hài lòng. Nhất là vào thời điểm, nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như đang cố gắng ổn định mối quan hệ đang xuống dốc nhanh chóng với Washington. Đây hầu như không phải là một cuộc khủng hoảng đe dọa an ninh quốc gia, nhưng thực tế là các quan chức Trung Quốc nhận ra rằng khinh khí cầu đã được phát hiện, đã không cố gắng tìm ra cách đối phó với nó trên mặt trận ngoại giao một cách khôn ngoan. Hành động trì hoãn trong việc bắn hạ khinh khí cầu cũng là một toan tính có chủ đích từ phía Washington. Trong bối cảnh đảng Cộng Hòa vốn có xu hướng diều hâu, được đài chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi Mỹ có hành động cứng rắn hơn với nước này, đảng Dân Chủ không thể không đứng ngoài cuộc, nhất là trong bối cảnh Washington xem Trung Quốc là một quốc gia đối địch có khả năng đe dọa vị trí siêu cường. Ngoài việc tận dụng cơ hội này để bao vây Trung Quốc, Mỹ còn muốn cho thế giới thấy Trung Quốc là một quốc gia nguy hiểm và cường quyền. Mỹ khiến cho các quốc gia khác phải suy nghĩ rằng nếu Trung Quốc mạnh lên thì an ninh quốc gia và chủ quyền của các nước sẽ ra sao? Từ đó, gia tăng sự nghi ngờ về sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Ngoài ra, Mỹ cũng cho thế giới thấy quyết tâm trong việc tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào dám xâm phạm nước Mỹ. Công pháp quốc tế nói gì? Vậy thì công pháp quốc tế nói gì về hành động của Mỹ? Trước hết, để hiểu chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì thì cần hiểu về lãnh thổ quốc gia là gì trước. Đầu tiên, lãnh thổ quốc gia được hiểu là một phần diện tích đất, biển, trong lòng đất, khoảng không phía trên diện tích đất, tức vùng trời, và các vùng lãnh thổ đặc biệt mà một quốc gia có quyền tự quyết, quyền riêng biệt, toàn vẹn và bất khả xâm phạm. Do đó, chủ quyền lãnh thổ quốc gia có thể được hiểu là quyền riêng biệt, tuyệt đối, toàn vẹn của một quốc gia đối với lãnh thổ của mình. Quyền này bao gồm quản lý, sử dụng, chiếm hữu, định đoạt và quan trọng nhất là bảo vệ lãnh thổ khỏi các thế lực ngoại xâm. Trong phạm vi lãnh thổ của mình, quốc gia có quyền lực chính trị tối cao, tuyệt đối mà không quốc gia nào khác được quyền xâm phạm. Quyền lực này được biểu hiện trong phạm vi lãnh thổ của mình như sau. 1. Quốc gia có quyền quyết định tuyệt đối đối với việc phát triển kinh tế,
sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, bố trí quốc phòng tại vùng trời, vùng biển, vùng đất, bao gồm bề mặt đất, trong lòng đất, vùng lãnh thổ đặc biệt của mình. 2. Quốc gia có quyền thiết lập quy tắc xử sự chung qua việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh hành vi, xử phạt vi phạm đối với các chủ thể trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mình, phù hợp với luật quốc tế, không gây phương hại đến chủ quyền của các quốc gia khác. 3. Quốc gia có quyền cưỡng chế hoặc áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm khắc khác nếu có hành vi vi phạm pháp luật của quốc gia đó. 4. Quốc gia cũng có quyền tự vệ, phòng thủ và phản kháng nếu có sự đe dọa, tấn công từ bên ngoài đối với chủ quyền, quyền đối với toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chính vì thế, mỗi khi máy bay, tàu thuyền của quốc gia này đến không phận lãnh hải của một quốc gia nào đó đều phải thông báo và xin phép trước. Nếu không, quốc gia đó có quyền bắn hạ những phương tiện trên vì lý do xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Một lần nữa, do chủ đề của video này tương đối nhạy cảm, nên các bạn hãy giúp Spyroom một việc là hãy tranh luận một cách lịch sự, văn minh nhất có thể nhé. Những bình luận mang tính kích động, chia rẽ hoặc cực đoan quá mức sẽ bị chặn hoặc cấm comment trên kênh vĩnh viễn luôn. Cảm ơn các bạn vì đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.